chờ được ngồi chờ không? Người biết chờ, người không biết chờ. Chờ nó khó nhiều chứ. Chờ là vợ kỹ thuật mà. Chờ quen sâu cho nó trồng bữa thứ hai nữa, quen sâu cho nó ngạt quá. Quen sâu cho con có nó nằm trong giữa chờ mình đó. Chứ còn ví dụ mình quen nó chặt con có nó bảo nó chạy mất làm gì. Thấy nó chạy, thấy nó có bán có. Có bán nó màu nó xanh xanh. Bình thường nó cái mà rộn nó khót. Để ý cái mà rộn chỗ đây là nó khót. Thì nó chạy tới nó xanh xanh xanh. Gọi là mình chặn cái máy chì cho con có nó không có ít gì thôi chứ không có nhiều phải chặn cái máy chì. Chặn máy chì cho con có nó kiểu nó nhiều quá là nó tông vô nó ba chì lên nó đi. Mình buộc mình lấy đó mình chặn nó ngang cái đầu đó. Bấm cho nó chết cái địa mà mình mới lấy chờ lên được chứ mình mới dắt được. Chứ không mà mình dắt cái chờ lên có nó chạy trong chờ nó chạy. Ồ quá trời luôn nè. Nói chung không có thuộc cái thời điểm nhưng mà mùa này là có nè. Mùa này là có gọi là nó bổ lục đó. Nước ngọt có ro nhiều quá, có dưới kia nó chạy lên. Nước ngọt nó có nó ăn được đó. Nó chạy lên cái vùng đây nó nước nó mặn. Mặn nước thân. Chủ yếu có đấu ngon cũng lắm, mùa này ngon lắm. Cha là thuộc kỹ thuật còn lớn mình ro mình cứ một gian rồi mình đuổi thôi chứ còn rồi nó kiểu như hay xui vậy nó chạy đó đắng còn chờ mình thấy có nó mình phải chờ sao cho nó được chờ là họ lùm kiểu nó ái luôn rồi họ xay họ đoan họ xay cho nó tròn tròn gọi là rồi kịp chì phủ xuống là nó có nó không có chạy đi đâu nó không có lên được nhà đâu cũng không được hết ở dưới có mấy chì nó nẹn rồi chứ không phải như lớn thì mình kiểu xay đứng thôi thôi họ đánh lớn nó giờ là nó góp quá mình chờ cái phạm vi nó nhỏ mà bữa nào xong mới bữa là nhiều nó ít ra.